Ngày 25 tháng 11, nhân dịp sinh nhật tuổi 36, Hồ Ngọc Hà cùng tổ ấm nhỏ của mình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc. Có lẽ đây là một năm đặc biệt nhất đối với nữ ca sĩ, khi cô vừa hạ sinh hai nhóc tỳ đáng yêu, lại được bạn trai Kim Lý quỳ gối cầu hôn. Bên cạnh đó, sự nghiệp ca hát của người đẹp cũng được giới điều mộ đánh giá cao với những live show, MV đầu tư hoành tráng. Phía dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Lý Quý Khánh, MC Ốc Thanh Vân, Thanh Thảo bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của nữ hoàng giải trí. Tuy nhiên, giọng ca gửi người yêu cũ lại đanh thép đáp trả những bình luận kém duyên từ Atifan. Khi được hỏi tại sao lấy ai cũng không tổ chức đám cưới, Hồ Ngọc Hà chỉ thả nhẹ một câu ngắn gọn: em không thích chị. Nổi tiếng với cách hành xử tinh tế, thông minh, nhưng không ít lần Hồ Ngọc Hà phải nối đóa trước những bình luận công kích ném đá trên mạng xã hội. Trước khi được Kim Lý cầu hôn, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ việc kết hôn khá mất thời gian, quan trọng là cách cả hai đối xử, trân trọng cảm xúc khi yêu. Theo nguồn tin chúng tôi có được, hiện Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020, trở thành vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa giấy tờ. Và fan hâm mộ có quyền đợi chờ một đám cưới lãng mạn bậc nhất showbiz sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp đến. Chuyện tình một thời của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Trong đó, việc đôi tình nhân có với nhau một bé trai nhưng không tổ chức đám cưới khiến nhiều người tiếc nuối. Sau tất cả, Hồ Ngọc Hà lẫn Cường Đô La đều tìm được mảnh ghép hạnh phúc mới cho mình. Nếu như đại gia bất động sản nên duyên cùng cựu người mẫu Đàm Thu Trang và chào đón tiểu công chúa hồi tháng 8, thì Hồ Ngọc Hà cũng hạnh phúc với cặp song sinh và bạn trai Kim Lý. Riêng cậu con trai Su Beo, cả hai vẫn thay nhau làm tròn trách nhiệm, dù bố mẹ không còn sống chung với nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.